Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả góc nhìn Hoàng Dương. Chiều ngày mùng 5 tháng 5 năm 2020. Tôi nhớ năm 2010 tháng 7. Thủ tướng Lý Hiển Long đến thành phố Houston ở ngay khách sạn Hyatt. Ông có nói chuyện trước 92 tòa tổng lãnh sự ông nói rằng dân tộc nào bị phân hóa vì bất kỳ lý do nào, vì lý do lịch sử, vì lý do chính trị hay vì bất kỳ lý do nào, thì sự phân hóa đó là món mồi ngon cho các dân tộc khác sâu xé. Nó là món mồi ngon cho các dân tộc khác sâu xé. Tôi nhớ năm 1975. 30 tháng 4 biến cố mà Việt Nam Cộng hòa thất thủ. Hầu như tất cả các chiến hạm của Việt Nam Cộng hòa đều chạy qua Subic Bay. Và lúc đó Subic Bay đã đón nhận không biết bao nhiêu tàu chiến của Việt Nam Cộng hòa. Và những tàu chiến của Việt Nam Cộng hòa sau này có những tàu chiến đã trở thành xoáy hạm xoáy hạm của Philippines. Philippines đã sử dụng các chiến hạm của Việt Nam Cộng hòa trở thành tài nguyên của Philippines. Trở thành tài nguyên của Philippines. Vì sự phân hóa của đất nước ta thì quyền lợi của đất nước ta đã trở thành quyền lợi cho nước Philippines sau khi Việt Nam Cộng Hòa thất thủ. Đó cũng là một nỗi đau. Thế bây giờ nói đến cái vấn đề làm sao để chúng ta hòa hợp, tạo thành một cái sức mạnh tổng thể, đoàn kết để chống ngoại xâm, nhất là đặc biệt là trước mộng xâm lăng của Trung Quốc. Chúng ta cần phải có một cái sức mạnh hòa hợp của cả đất nước thì cái câu hỏi chọn cái lá cờ nào cho sức mạnh tổng hợp đó trong clip mà tôi nói cờ đỏ sao vàng là cờ của tổ quốc thì có nhiều người gọi điện thoại cho tôi phản biện hoặc là email cho tôi phản biện Nhưng mà phản biện của họ không có đứng vững. Phản biện thứ nhất, đó là họ nói rằng là Ôi, cờ vàng ba sọc đỏ mà quả ly đó của Thủ tướng Trần Trọng Kim mới là cờ là cờ quốc gia là vì ông Trần Trọng Kim lập chính phủ vào tháng 3 năm 1945 trước khi nhật đầu hàng với đồng minh thì chính phủ trần trọng kim đã được thành lập và nhật đã giao quyền cho chính phủ trần trọng kim cờ vàng ba sọc đỏ quẻ ly tức là cái quẻ mà chính giữa đã bị cắt đứt quãng đã bay phất phới từ nam tới bắc nên cờ quả ly mà sau này tiếp nối thì được là cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi xin trả lời như sau. Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập vào tháng 3 năm 1945 và chấm dứt vào tháng 8 năm 1945, có 6 tháng thôi. Chính phủ này không có quân đội, không có tài chính, không có bộ ngoại giao. Chính phủ này là một sự tiếp nối của chính phủ Bảo hộ Pháp. Là một đế quốc Nhật sử dụng dựng nên đế quốc Việt Nam, ông Bảo Đại cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Tất cả mọi quyết định của Việt Nam lúc đó là do chính phủ Nhật. Nhật đã vào Việt Nam vào năm 1940, hất chân Pháp ra khỏi Đông Dương, hất chân Pháp ra khỏi Việt Nam. Đã đặt nhiều vấn đề lên trên Việt Nam, làm cho đất nước năm 1945 2 triệu người chết năm ất dậu chết đói đó Nhật quyết định lấy gạo để đổ trở thành thang chạy xe lửa chứ không cho người dân Việt Nam ăn chết đói 2 triệu cái mùa hè đó Thế chính phủ Trần Trọng Kim nó cờ cờ vàng quẻ ly đó nó có chính nghĩa đại diện được không? Có tranh đấu được gì cho quyền lợi của dân tộc không? Chỉ có 6 tháng thôi. Cho nên chính phủ đó, cái cờ đó nó là cờ của bảo hộ Nhật. Nhật bảo hộ không thể nào gọi đó là cờ quốc gia, cờ độc lập được. Nó giống như cờ Long Tinh á của nhà nhà Nguyễn của ông Bảo Đại rồi gì đó thì là cờ được pháp bảo hộ hai cái cờ đó không thể đại diện cho đất nước được cờ thứ ba được ra đời đó là cờ Việt Nam Cộng hòa đã cờ cờ vàng ba sọc đỏ đó thưa quý vị là năm 1949 ở tại Hồng Kông tức là rất là sâu sau khi có cờ đỏ sau vàng nhiều người nói là cờ đỏ sao vàng là cờ là cờ của cộng sản. Nói như vậy họ không hiểu về lịch sử. Họ không hiểu lịch sử. Nên họ mới nói như vậy. Cờ đỏ sao vàng đã được xuất hiện ở tại Nam Kỳ vào năm 1940. Những cuộc biểu tình, những cuộc mít tinh dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã chống ở tại Nam Kỳ là có cờ đỏ sao vàng rồi khi ấy việt minh là gồm luôn cả các đảng phái quốc gia trong đó có cộng sản trong đó có cả quốc dân đảng tức là lá cờ này là lá cờ lúc đó được gọi là lá cờ của việt nam độc lập đồng minh hội dưới lá cờ này có cái lá cờ đỏ bú liềm là đảng cộng sản có cái cờ mà cờ sao trắng là của bên quốc dân đảng và của các đảng phái khác tất cả các đảng phái đều đứng dưới lá cờ này từ năm 1940, tranh đấu cho đến khi ngày 19 tháng 5, ngày tháng 8 năm 1945. Lá cờ này được 6 m 8 m tức là một cái lá cờ lớn đã rủ xuống từ trên nhà hát lớn xuống và hàng chục ngàn người đã vẫy tay và vẫy cờ đỏ sao vàng chiếm được nhà hát lớn và chiếm chính quyền ở tại Hà Nội. Đại sứ Nhật đã đầu hàng ngay hôm đó và đã đánh điện về Tokyo nói rằng là Họ đã gặp Việt Minh và đã đầu hàng cho Việt Minh. Là lá cờ này. Thế lá cờ này đó là lá cờ đỏ sao vàng. Trong đó như tôi đã nói là có cả cờ của quốc dân đảng, cờ của cộng sản, các đảng phái dưới này hết rồi. Thì sau đó, ông Bảo Đại, tức là cái cờ cờ ly đó, cờ quả ly đó, ngày 25 tháng 8 tuyên bố thoái nhiệm, trao hết tất cả cho cái cờ này. Chứ đâu có trao cho cái cờ vàng ba sọc đỏ đâu Trao quyền lại cho cờ này Cờ này là lúc đó là cờ đại diện chính thống Từ Nam tới Bắc của Việt Nam Trong đó có Cộng sản Trong đó có cả quốc gia vân vân Và ngày 2 tháng 9 Ông Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập Cũng đứng dưới cờ này Và thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Cũng đứng dưới cờ này các đảng phái tham gia vô chính phủ liên hiệp để để thành lập Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng đứng dưới lá cờ này. Cụ Nguyễn Hải Thần đi từ Trung Quốc về, Việt Cách về cũng đứng dưới lá cờ này. Dưới lá cờ này có cụ Vũ, Võ, Vũ Hồng Khanh, có cụ Huỳnh Thúc Kháng, có cụ Nguyễn Hải Thần, vân vân Tất cả đứng dưới lá cờ này, Lá cờ này đã từng phất phới bay từ Nam tới Bắc một thời. Dầu ngắn hay dài không cần biết nhưng mà lá cờ này đã là lá cờ quy tụ tất cả các thành phần dân tộc. Trong đó có cả quốc gia lẫn cộng sản. Thì đây là lá cờ của Tổ quốc. Mãi 4 năm sau, khi mà những chuyện đấu đá không thành, thì những người quốc gia cùng với ông Bảo Đại tức lúc đó chỉ là công dân Vĩnh Thụy họp ở tại Hồng Kông để công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Như vậy lá cờ vàng ba sọc đỏ xanh sâu đẻ muộn hơn 4 năm. Một nhà nước. Xanh sâu đẻ muộn hơn cái lá cờ đỏ sâu vàng này tới 8-9 năm. Vậy thì lá cờ nào là lá cờ chính thống? Lá cờ này. Lá cờ này chính thống chứ không phải lá cờ vàng ba sọc đỏ. Lá cờ vàng ba sọc đỏ được xanh sâu để muộn là để đại diện cho một cái thể chế của miền Nam, tức là chính phủ quốc gia Việt Nam và Việt Nam để nhất Cộng Hòa và Việt Nam để nhị Cộng Hòa. Nên tôi nói rằng là lá cờ này là lá cờ tổ quốc, thì nhiều người nói không lá cờ này là của Cộng sản. Sai. Quý vị phản biện đi. Lá cờ Cộng sản là lá cờ búa liềm, Lá cờ này đã có tụ họp cả quốc dân đảng trong đó có cờ sao trắng không? Là quốc dân đảng. Có cờ của việc cách đủ thứ hết nằm dưới lá cờ này. Chỉ có một cái rằng á là khi lá cờ này đại diện thì có những người nói với tôi là ô nhưng mà cộng sản ác lắm họ họ cướp công kháng chiến họ diệt hết các cả người quốc gia đó là cái phản biệt thứ hai, cho nên lắc cờ này không thể đại diện được cho cho sự hợp nhất. chuyện mà đấu đá nội bộ đấu đá giữa các đảng đó, thì bây giờ cứ coi lại lịch sử đi. Khi ông Diệm lên cầm quyền, ông cũng muốn độc tôn, ông cũng diệt hết các đảng phái, kẻ mạnh được. Khi mà các đảng phái chạy di cư vô trong Nam. Chia ra từng lãnh thổ Bước qua lãnh thổ của tôi là chết Dành quân lực Đảng nào cũng muốn dành quân lực Giữ cái vị thế của mình Khi mà dưới cờ đỏ sao vàng Thì có cờ bú liềm Có cờ sao trắng các gì đó đấu nhau Nhưng mà dưới ra cờ đỏ sao vàng Ông cụ Nguyễn Hải Thần về Nước Đi đi đem theo hai chục vạn quân Cuộc tượng chế thạch vào Thấy rằng là mình mạnh thế Ông cụ Nguyễn Hải Thần nói là chết được Cờ đỏ sẽ vàng phải không? Được Tôi làm chủ tịch Hồ Chí Minh làm phó chủ tịch Rồi giao cho các đảng phái Mỗi đảng là một phần tư Cộng sản chỉ được một phần tư thôi Còn không anh là chết với tôi Đó là cảnh năm 1945 Khi cụ Nguyễn Hải Thần về Ai cũng muốn làm vương làm tướng hết quyền phải nằm trong tay họ. Thế bây giờ đó là chuyện đấu đá về quyền lực, cái người giỏi người ta thắng. Đảng Cộng sản người ta đã khôn khéo, người ta tìm bằng mọi cách, người ta đẩy được ông cụ người thần, người ta đẩy được những đảng phái khác. Đó là chuyện tại vì các ông cũng muốn quyền lực, họ cũng muốn quyền lực. Có một người mà không muốn quyền lực mà giữ nguyên được đó là cụ, cụ Huỳnh Thúc Kháng cà phê quốc gia cái nó là Ô, cụ huỳnh thúc kháng bị cộng sản nó lừa cỡ cái đầu như cụ huỳnh thúc kháng là một nhân sĩ của quảng nam là một người mà gọi là được ở trong cái nhóm gọi là uh, ngũ phụng của của đất quảng làm sao mà lừa được cụ tại vì cụ huỳnh thúc kháng không có cái tâm tranh quyền đạt lợi không có cái tâm tranh quyền đoạt lợi đó. Cụ có cái tâm của đất nước. Nên cụ hài hòa. Đến độ mà khi ông Hồ Chí Minh đi qua Fontainebleau để họp, thì giao quyền lại cho cụ là quyền chủ tịch nước. Chứ không dám giao cho ông Nguyễn Hải Thần. Lúc đó, cụ Huỳnh Thúc Kháng chỉ là bộ trưởng bộ nội vụ. Vì khi không có tranh quyền đoạt lợi Thì người ta mới thấy rằng là tin được mới giao Còn mà muốn tranh quyền đoạt lợi Mà đạp người ta không được người ta đạp lại thì ráng chịu chứ Tôi nói kinh nghiệm thôi Ở Houston này nè Ra tranh cử để là phục vụ thôi Chỉ cứ danh thôi Rút trong túi ra Thắng cử thì công nhận kết quả bầu cử thất cử chúng tôi kiện và chúng tôi phá phá tới cùng cái cách làm như vậy đó cách làm vậy cho nên nó là khi mà đòi tranh quyền đoạt lợi với 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 đảng cộng sản mà tranh không lại thì người ta người ta diệt mình thì bỏ chạy thì đáng chịu chứ bây giờ lúc đó chạy thì để nguyên lại cái cờ tổ quốc cho cho đảng cộng sản đứng dưới cái cờ này à, bây giờ có cờ này là cờ tổ quốc dưới này bây giờ chỉ còn có cái cờ búa liềm thì nói rằng là cho ôi cái cờ này là cờ của cộng sản tại cái anh thua cái anh bỏ chạy chứ cái cờ này bây giờ các anh vất lại thì bây giờ đó là đảng cộng sản họ giữ nguyên được họ giữ được cái chính thống đó họ trao truyền lại cho thế hệ xấu thế tại sao lại phải thang phiền có người là nói rằng là cho ôi nhưng mà trước đó là, là phe quốc gia mạnh lắm phe quốc gia chúng tôi mạnh chứ cộng sản là cướp công kháng chiến ai à, là cái trò đó Bây giờ không nói đến cái trong cái thời gian có cái cờ đỏ sao vàng này Cũng không nói đến những khác đi Bây giờ là chỉ nói rằng là trước đó Là phe quốc gia Phe quốc gia mạnh lắm Cộng sản là cướp công kháng chiến Cộng sản may mắn mới làm cái chuyện gọi là Ngày 19 tháng 8 là là, là, là trong cơ may Nhật đầu hàng phe đồng minh vào Mỹ bỏ hai quả bom nguyên tử ở tại Hiroshima và Nagasaki vào ngày mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 8 năm 1945, một tuần sau là Nhật đầu hàng vô điều kiện với đồng minh. Các phe đảng phái quốc gia có cái quyền trong thời gian 10 ngày đó để mà mà cướp chính quyền tại sao các phe quốc gia không chịu cướp chính quyền đi mà nó để nói rằng là 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 Đảng Cộng sản cơ mây lãnh đạo Việt Minh được cướp chính quyền cho nên cướp luôn cái quyền của đảng phái quốc gia người ta có cái tầm viễn kiến cái tầm nhìn hơn người ta đã phát động được phong trào quần chúng đó là cái quyền và đó là cái hay và phải công nhận cái đó có bảo rằng là các đảng phái quốc gia có thực lực hơn cái việt minh lúc đó, đảng cộng sản lúc đó thì hãy xem đi khi mà OSS tức là cái văn phòng chiến lược của hoa kỳ tức là tiền thân của xe về mà xuống với đi tìm đi tìm các lực lượng để mà giúp để mà lật đổ pháp á thì tại sao họ không đến với các đảng phái quốc gia Mà họ lại đến với ông Hồ Chí Minh Họ đến với đảng Cộng sản Việt Nam Họ đến với đảng Cộng sản Việt Nam Chứ tại sao họ không đến với đảng phái quốc gia Nếu đảng phái quốc gia có thực lực Thì lúc đó OSS đã đến rồi nên nó cứ ngồi mà bị vẽ ra vẽ ra những cái hình ảnh rồi rồi bảo rằng là 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 đổ tội hết cho 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 cái gì đó nó không đúng rồi họ nói là ôi ơi nhưng mà ơi, cái đó là tại vì tại vì đảng cộng sản là có đảng cộng sản quốc tế yểm trợ còn quốc gia không có cho nên cũng không có được đảng cộng sản quốc tế yểm trợ hãy nhớ năm 1945 liên xô chả có cái mặt người nào ở tại bắc việt cả liên xô lúc đó còn đang xính vính cho cái vấn đề đề nghị thế chiến nhưng mà đảng Cộng sản Việt Nam họ đã vận động được quần chúng. Và chính cái vận động quần chúng cho nên OSS của Hoa Kỳ mới tới yểm trợ. Các đảng phái quốc gia nếu mà săn, lăn xả vào và, và đã gian cổ và vận động được quần chúng thì chắc nước Mỹ cũng đã yểm trợ rồi. Khi mà các tướng, các tá ông, thiếu tá Patti của Mỹ ông tới, ông đánh điện về, ông gửi một cái thư về cho Tổng thống Harry S. Truman. Ông nói rằng là ông Hồ Chí Minh ông vận động được quần chúng nhưng mà tôi sợ ông có cái khuynh hướng cộng sản chứ còn mà nếu mà có tìm được cái lực lượng quốc gia mà khuynh hướng quốc gia thật sự đó thì chắc họ đã yếm trợ rồi như vậy lúc đó không có lực lượng nào hết ngoài cái lực lượng của việt minh của đảng cộng sản do do đảng cộng sản việt nam lãnh đạo mà đảng cộng sản việt nam họ lãnh đạo cho nên họ có cái tầm nhìn để rồi ngày 19 tháng 8 họ đánh giá đúng tình hình họ lấy được chính quyền từ phía của nhà nước bù nhìn cho Nhật. Chứ không phải là một nhà nước chính thống. Và khi họ lấy được rồi đó thì là những đảng phái quốc gia tham gia vô dưới cờ đỏ sao vàng này. Trong đó sau đó có luôn cả cụ Nguyễn Hải Thần về việc cách cũng đứng dưới cờ này. Chứ không phải là cờ nào hết đó. Nhưng mà rồi tìm cách là muốn mượn sức của ngoại bang là tức là mượn sức 20 vạn quân của Tàu để đòi đuổi của Hồ Chí Minh ra khỏi. Nhưng mà của Hồ Chí Minh đã tính toán lập được ngược được thế cờ và đuổi các họ ra thì họ là cây cú họ nói rằng đây là cái cờ cướp công của họ thì sau này 4 năm sau họ mới hợp với ông Vĩnh Thủy ở Hồng Kông mới ra đời cờ vàng ba sọc đỏ thế hệ sau đó, như tôi là con cháu lớn lên dưới cờ vàng ba sọc đỏ Tôi tôn trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ và tôi đã nói rồi, lá cờ đó đóng vai trò lịch sử của thời kỳ năm 1949 tới năm 1975, cha mẹ, dòng họ, anh em, bạn bè của tôi đứng dưới cờ đó, tôi tôn trọng. Nhưng lá cờ đó là lá cờ đại diện cho một thể chế chứ không có thể nào đại diện cho Tổ quốc được, vì Tổ quốc đấu tranh gian khổ là dưới ngọn cờ đỏ sao vàng này từ năm 1940 từ Nam Kỳ khởi nghĩa trở đi lá cờ này là lá cờ đã cướp được chính quyền từ thực dân Nhật để đem lại độc lập cho đất nước lá cờ này đã từng là phối hợp tất cả các đảng phái có Đảng cộng sản có quốc dân đảng có Việt Nam cách mạng độc độc lập độc là cách mạng uh, độc lập đồng Minh Hội vân vân có cả luôn cả việc Cách tất cả các đảng phái đã từng một thời đứng dưới ngọn cờ này. Ít nhất là vài tháng, lâu là 8 năm. Vậy thì lá cờ này đã từng là một lá cờ cho sự thống nhất, cho sự độc lập. Chỉ có lá cờ này mới là lá cờ có tính cách hòa hợp cả dân tộc được. Lá cờ này. Mà tại vì đó, khi mà lớn lên trong một cái thể chế có cờ vàng ba sọc đỏ thì đương nhiên cái cảm xúc, cái cảm tính và những cái tuyên truyền cho cờ vàng ba sọc đỏ dễ hiểu lắm. Nhưng mà đứng trên phương diện lý trí và sử quan thì chỉ có lá cờ này. Những người mà phản bác với tôi đó phản bác không lại. Và ngay cái nhân cơ hội này tôi cũng kính mời tất cả các những quý vị mà có nghiên cứu về sử, cảm thấy rằng là biết nhiều hơn tôi, à, tôi mời phản bác, phản bác đàng hoàng chứ không phải là phản bác nhảy vô miệng, rồi những cái từ ngữ giống như những cái youtube trong những ngày qua là chửi bới thôi, chửi bới thì không phải là không phải là lý trí con người, nên tôi sẵn sàng tôi mời những ai có lý trí con người, có cảm xúc cho quê hương và tổ quốc phản bác. Tôi tôn trọng chúng ta cùng nhau hợp quần để gây dựng sức mạnh chống sự xâm lăng bành trướng của những ai có mưu đồ. Bây giờ đó còn tiếp tục nữa là đó là cái chuyện lịch sử thôi. Còn cái chuyện mà gọi là sau này đó thì cờ này đã thống nhất được đất nước năm 75. Có người nói đây ôi nó chỉ là một đại diện cho một thể chế đó là chủ nghĩa là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vâng nó đã từng là đại diện cho cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nó cũng đã từng là đại diện cho việt nam dân chủ cộng hòa trong đó có cả các đảng phái quốc gia nên nó mới là cờ tổ quốc được và hiện giờ đó là thế giới công nhận cờ này chứ thế giới có công nhận cờ nào nó đâu đây là lá cờ vừa là thực tế vừa thực quyền vừa là thực cái diễn tiến của lịch sử vừa là sự thống nhất của lịch sử vừa là cảm xúc của lịch sử trước năm 1945 và sau năm 1945. Chỉ vì có một cái là mình lớn lên trong cái chế độ có cờ vàng, ba sọc đỏ, rồi mình mình bị lúc nào cũng tuyên truyền cho là cái cờ cờ vàng ba sọc đỏ đó. Tôi cảm nghiệm được chữ đó rồi. Tôi hiểu, tôi thông cảm. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình phải vượt ra để mình đứng từ xa, mình khách quan, mình nhìn vào. Tôi nói một câu thí dụ một câu chuyện. Đó là khi năm 1974 đó cái trận chiến Hoàng Sa đó về thì Việt Nam Cộng Hòa tuyên truyền rằng là mình yếu thế hơn Trung Quốc rồi mình bị thua. Nhưng bây giờ lịch sử ta đã, đã rõ ràng ai cũng biết là lúc đó là hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa mạnh hơn. Ngay chính cả ông Đại tá Hà Văn Ngạc cũng đã phải viết xuống những cái bài mà, mà chính tôi phân tách lên trên cái điều đó. Đó là Việt Nam Cộng Hòa lúc đó có 4 chiến hạm lớn HQ4, HQ5, HQ10, HQ16 Trong khi đó Trung Quốc chỉ có hai tàu chiến Và hai cái tàu Ramin hai tàu chiến nhỏ Loại Kronstadt 271 và 274 Việt Nam Cộng Hòa nổ xuống trước Bắn lũng từ cái chiếc chiến hạm của đời xoái hạm Chỉ còn lại có một, một chiếc của Trung Quốc mà họ rượt hai tàu lớn của Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy. Mà họ cứ vẫn cứ tuyên truyền là là, là, là Trung Quốc mạnh hơn để rồi họ phải thua. Nhưng mà khi mà HQ-16 lết vô trong cảng Tiên Sa mới thấy rằng là cái đạn mà bắn lũng HQ-16 là đạn của HQ-5. Và cũng cứ thường là đạn HQ-10 mà bắn lộn bị bắn lũng là do HQ-4. Nên là các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa tử trận không phải do đảng của, của, của Trung Quốc mà là do đảng của mình. Nên khi mình ngồi lại, mình ngó lại lịch sử, mình phải đánh giá một cách khách quan. Khi lô tôi nói lúc đầu thì ai cũng giận, thù, rồi ghét, rồi chửi, rồi bới, rồi sĩ vào tôi. Cái thời gian đó, tôi chấp nhận. Bây giờ cũng vậy, khi nói đến cờ đỏ sao vàng, thì họ, họ, chưa có biết gì hết, chưa đánh giá lại. Thì nhảy động lên, sĩ vã chửi bới gửi vô trong email tôi gửi những cái này cái nọ điện thoại chỉ tục văn tục rồi luôn trên youtube toàn là chửi nhục mạ chứ là nhục mạ rồi bịa chuyện nhục mạ bịa chuyện trên gia đình tôi nhục mạ không hiểu gì cái chuyện của gia đình tôi nói ông hùng nào là vợ con nó khinh nó ghét nó bỏ biết gì đâu mà nói tôi đâu có thèm nói những cái chuyện đó làm gì bảo ông hùng homeless đó là chỉ là nhục mạ thôi chả làm cái gì hết á họ không có dùng lý trí để tìm hiểu về thực sự lịch sử của đất nước và sự hòa hợp thực sự của dân tộc chỉ có muốn có mưu đồ thôi còn không có mưu đồ được thì đi kiếm chuyện đó là cái cảm giác của nhiều người muốn gọi là sỉ nhục tôi thôi ngoài cái sỉ nhục ra không sỉ nhục được tôi thì bắt đầu đi sỉ nhục gia đình tôi sỉ nhục bạn bè tôi làm áp lực nhờ bạn bè là để gọi là áp lực lên tôi chuyện đó chị không muốn làm đất nước không phải là của riêng tôi đất nước là của chung nếu có bất kỳ một sự phân hóa nào thì sự phân hóa đó là món mồi ngon cho các dân tộc khác sâu xé nếu muốn có sự hòa hợp thì cần có tìm mẫu số chung bây giờ trong bốn lá cờ thì chỉ có lá cờ này là lá cờ có nhiều mẫu số chung nhất lá cờ có nhiều mẫu số chung nhất mà hiện nay thì cả dân tộc Việt Nam ở trong nước chín mươi mấy triệu dân đang đứng dưới lá cờ này và trong quá khứ cả những người quốc gia cũng đã đứng dưới lá cờ này nhưng mà mưu đồ chính trị đòi giành giật quyền lực không lại thì bỏ chạy thì lại la làng có chơi nhưng mà không dám chịu không có đẹp có chơi nhưng mà không có đẹp mà bây giờ đó là cái cảnh mà gọi là cái chơi mà không đẹp đó, nó được áp dụng ở ngoài này nhiều lắm ngay cả ở dưới Cali cũng vậy Bầu cử không xong là có chuyện Ở đâu cũng vậy hết Không ấy xong là tách ra thành 2, 3, 4 cộng đồng Đó, cái kiểu của đó là như vậy đó Rất là tiếc Tôi nhân cơ hội này một lần nữa Những ai chửi bới nhục mạ tôi Thì cái việc chửi bới và nhục mạ Nhưng những ai Có lý trí Và có can đảm muốn phản biện với tôi một cách minh bạch đàng hoàng. Tôi chấp nhận. Tôi sẵn sàng để cho phố Bosa TV điều hợp chương trình thời lượng đồng đều nhau, phản biện trên lý luận, sự quan, không phải là mang nhảy mồm với những cái lời chửi bới, tục tăng và cảm xúc. Chuyện đó không phải. Chuyện của đất nước là chuyện của lý trí. Một lần nữa, Hoàng Dư Hùng, tôi biết rằng Quý vị yêu nước Mỗi người đều yêu nước Nhưng mà không thể nào nhục mạ lên trên lòng yêu nước của tôi Tôi xin xác nhận là một lần nữa Tôi yêu nước theo cái lý trí của tôi Nếu quý vị cảm thấy lý trí của quý vị hơn tôi Thì sỉ nhục tôi Còn không hơn tôi mà sỉ nhục tôi Thì tôi nói tôi thách thức một lần nữa Ai can đảm Thì ra phản biện với tôi Tổ chức nào Cảm thấy rằng là mình có đủ lý luận thì cử người ra phản biện với tôi. Còn không đủ sức mà phản biện mà đứng đằng sau mà núp lén rồi sủa gì đó thì chó sủa mặt chó đường tôi tôi đi. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả theo dõi với tôi góc nhìn hoàng nhiều chiều ngày 5 tháng 5 năm 2020. Hẹn gặp quý vị trong clip sau.